Xin kính chào và mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long, thứ năm ngày 15 tháng 2. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Giáp Thìn năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp thường trực Chính phủ để đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt thường trực Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long chúc Tết lực lượng quân sự công an tỉnh. Khí thế làm việc ngày đầu xuân mới. Sáng nay, tức mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dự lễ phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Sự kiện do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, đại diện lãnh đạo một số ban, bộ ngành Trung ương và tỉnh Tuyên Quang. Phong trào Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ vào mỗi dịp Tết Nguyên đán vừa góp phần quan trọng vào việc trồng cây, vừa tạo lan tỏa cho đề án trồng 1 tỷ cây xanh. Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước ngày càng càng xuân. Từ mùa xuân năm 1960 đến nay, mỗi khi Tết đến xuân về, nhân dân ta lại tổ chức Tết trồng cây. Hơn 6 thập niên đã trôi qua, Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ đã trở thành truyền thống, một tập quán, một nét đẹp văn hóa, một phong trào quần chúng sâu rộng, mang lại lợi ích to lớn cho đất nước. Trồng cây gây rừng đã góp phần bảo vệ và cải tạo môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước kết quả trong năm 2023 vừa qua. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự cố gắng của các địa phương thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây xanh đến năm 2025, cả nước đã trồng được 260.000 hecta rừng trồng tập trung và 127 triệu cây xanh phân tán, góp phần cung cấp nguyên liệu ổn định cho công nghiệp chế biến, xuất khẩu. Tỷ lệ che phủ rừng được duy trì trên 42%. Trong công tác bảo vệ rừng có chuyển biến tích cực, lần đầu tiên nước ta chuyển nhượng thành công lượng giảm phát thải 10,3 triệu tấn carbon, trị giá gần 1.200 tỷ đồng. Ngay sau tiếng trống phát động Tết trồng cây của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, khí thế thi đua trồng cây đã được lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh. Dự kiến sẽ có khoảng trên 3.000 cây trò chỉ, keo lai mô sẽ được gieo trồng trong đợt này, mở đầu cho mùa trồng cây gây rừng của tỉnh Tuyên Quang trong năm 2024. Sáng nay, mùng 6 tháng Giêng, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp thường trực Chính phủ để đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Thường trực Chính phủ cho biết Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các bộ, cơ quan, địa phương, lực lượng chức năng đã tổ chức trực ứng trực thường xuyên trong thời gian nghỉ và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Ban Bí thư và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Các bộ ngành địa phương quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, triển khai đúng, đủ, kịp thời, có đổi mới các chính sách an sinh xã hội, chú trọng các hoạt động tri ân, nghĩa tình đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Trong đó, toàn quốc đã hỗ trợ tặng quà Tết cho trên 13,9 triệu lượt đối tượng với tổng kinh phí gần 7.762 tỷ đồng. Hàng hóa trong dịp Tết dồi dào, đảm bảo chất lượng và giá cả ổn định. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt, giao thông vận tải cơ bản thông suốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Nhân dân đón Tết Giáp Thìn 2024 trong không khí vui tươi, đầm ấm, nghĩa tình, sum vầy, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Mọi người, mọi nhà đều có Tết. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận biểu dương các bộ ngành, địa phương, cơ quan, lực lượng chức năng đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trong dịp Tết. Đặc biệt, Thủ tướng ghi nhận cảm ơn đánh giá cao các lực lượng ứng trực trên các lĩnh vực, bảo đảm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới, biên cương Tổ quốc, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm sức khỏe tính mạng của người dân trong dịp vui xuân đón Tết.
Các lực lượng làm vệ sinh môi trường, bảo đảm cho đất nước ta sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, phục vụ đắc lực hiệu quả chỉ thị của Ban Bí thư, Chính phủ, tổ chức cho nhân dân đón Tết. Lưu ý về số vụ tai nạn giao thông đường bộ tăng lên, tắc nghẽn giao thông, cháy nổ vẫn còn và chỉ rõ các bài học kinh nghiệm. Một số công việc sau Tết, Thủ tướng yêu cầu ban hành ngay chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trong đó tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm sinh kế cho người dân, tiếp tục đảm bảo công tác an sinh xã hội, thực hiện đúng nghị quyết của Trung ương với mục tiêu toàn diện, bao trùm, hiện đại, bền vững, tiếp tục chăm lo bảo vệ sức khỏe của nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, cương quyết vô hiệu hóa các luận điệu xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch. Các bộ ngành địa phương phối hợp chặt chẽ hiệu quả để tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, căn cứ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để quy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước. Sáng nay, trước khi bắt đầu ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt Thường trực Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, năm 2023, Quốc hội đã có một năm với bộn bề công việc nhưng cũng hết sức thành công. Ngay trong những ngày đầu năm 2024, Quốc hội đã tổ chức thành công kỳ họp bất thường lần thứ 5, thông qua nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là thông qua luật đất đai sửa đổi và luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, được các chuyên gia, người dân, doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao. Ngay trước khi nghỉ Tết Nguyên đán, Chủ tịch Quốc hội đã ký chứng thực hai đạo luật quan trọng này. Cùng với đó, ngay trước kỳ nghỉ Tết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua hai nghị quyết về thi đua khen thưởng. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phấn đấu để hướng tới một Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, phát huy dân chủ, tăng tính pháp quyền, nhưng đồng thời cũng phải luôn bám sát hơi thở cuộc sống để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, đảm bảo mọi hoạt động của Quốc hội đều vì mục tiêu tối thượng là lợi ích quốc gia, dân tộc. Mọi quyết sách của Quốc hội đều phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Ngày 15 tháng 2, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban tình hình kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và những nhiệm vụ công tác trọng tâm sau Tết. Đến dự hội nghị có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Tại điểm cầu Công an tỉnh Vĩnh Long, tham dự có Đại tá Phan Ngọc Tính, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Bộ Công an đã triển khai lực lượng, phương tiện đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động thăm chúc Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu trọng điểm về kinh tế chính trị, quốc phòng an ninh, các hoạt động chính trị xã hội, văn hóa quan trọng, nhất là trong đêm giao thừa. Công an các đơn vị địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động đẩy mạnh công tác quản lý địa bàn, không bị động bất ngờ, góp phần phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết an toàn. Trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, trong 7 ngày nghỉ Tết, từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2 năm 2024, cả nước xảy ra 541 vụ tai nạn giao thông, làm chết 214 người, bị thương 504 người. Về cháy nổ xảy ra 183 vụ, làm chết 4 người, bị thương 3 người. Tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã biểu dương kết quả mà Công an các địa phương đã thực hiện nghiêm trong thời gian đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đồng thời, đề nghị Công an các địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chủ trương, giải pháp, đảm bảo an ninh, lợi ích quốc gia. Tổ chức thực hiện tốt các phương án, kế hoạch, đảm bảo an toàn cháy nổ tại các địa điểm diễn ra lễ hội, nơi tập trung đông người. Tuần tra kiểm soát, xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Kịp thời khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 15 tháng 2, nhằm ngày mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn, ngày làm việc đầu tiên của năm mới sau kỳ nghỉ Tết. Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long do ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn đã đến chúc Tết cán bộ chiến sĩ lực lượng công an quân sự tỉnh Vĩnh Long. Cùng đi với đoàn có ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, ông Hồ Văn Huân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau khi nghe Đại tá Trần Minh Trang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 1 năm 2024, ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long, biểu dương những nỗ lực cố gắng của lực lượng vũ trang tỉnh trong công tác trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để nhân dân vui xuân đón Tết an toàn và tiết kiệm. Nhân dịp đầu năm mới, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà Tết và chúc toàn thể lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long năm mới thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bên cạnh thực hiện nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị thật tốt công tác tuyển quân và lễ ra quân huấn luyện năm 2024, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại Công an tỉnh, ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương nỗ lực rất lớn của công an các cấp trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kéo giảm tội phạm và tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông và tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy chúc Đảng ủy, Ban Giám đốc, cán bộ, chiến sĩ công an trong toàn tỉnh năm mới thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời trao tặng quà Tết cho lãnh đạo công an tỉnh. Về những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lực lượng công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong chấp hành pháp luật, nhất là chấp hành luật giao thông, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, làm tốt công tác xét tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024. Cũng trong sáng nay, ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh Vĩnh Long. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 15 tháng 2, mùng 6 tháng Giêng, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bắt đầu ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn với khí thế hăng say, tinh thần phấn khởi về một năm mới, thắng lợi mới. Trong đó, các cơ quan tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân đến làm thủ tục hành chính nhanh chóng trong ngày đầu năm mới. Tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long, lượng người đến giao dịch trong sáng nay đông gấp đôi so với những ngày trước kỳ nghỉ Tết. Đa số là thực hiện các chính sách bảo hiểm theo quy định, tư vấn, giới thiệu việc làm và thông tin thị trường lao động. Nói chung là nhìn ở đây là làm việc rất là nhanh chóng và gọn gàng, cũng làm rất nhanh chóng và thuận tiện cho những bà con ở đây. Trong buổi sáng nay, lượng lao động tới rất đông, là khoảng 350-400 lao động. Thì tập trung hết toàn bộ các anh em viên chức trong phòng để hỗ trợ hết mình cho người lao động với một cái tinh thần làm việc rất cao để hỗ trợ cho người lao động làm hồ sơ nhanh nhất. Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Long sáng nay tiếp nhận số lượng lớn các thủ tục về lĩnh vực giao thông vận tải và tư pháp. Đội ngũ cán bộ công chức trung tâm làm việc với tinh thần trách nhiệm nghiêm túc, giải quyết nhanh hiệu quả các thủ tục hành chính của các tổ chức cá nhân, tạo không khí phấn khởi cho nhân dân trong ngày đầu xuân. Hôm nay mình đến thì đổi giấy phép lái xe, thì thấy mấy anh chị làm nhanh gọn, tư vấn nhiệt tình. Thời gian làm thì cũng lẹ. Những ngày đầu năm là phải bố trí sắp xếp đầy đủ nhân sự của các sở ban ngành tỉnh trực thuộc ở trung tâm này để đảm bảo làm sao mà giải quyết tốt nhất, nhanh nhất, gọn nhất các thủ tục hành chính đầu năm cho người dân và doanh nghiệp khi họ đến yêu cầu. Với tinh thần trách nhiệm cao cùng tâm thế làm việc tích cực trong ngày đầu năm mới, các cơ quan đơn vị cán bộ công chức viên chức tỉnh Vĩnh Long làm việc với khởi đầu tốt đẹp, tự tin năm mới, thắng lợi mới. Tin từ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long cho biết sau những ngày nghỉ Tết, thì hôm nay một số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đi vào sản xuất với nguồn lao động ổn định.
Theo đó, trong ngày hôm nay, nguồn lao động tại các doanh nghiệp không có biến động lớn. Tỷ lệ lao động đi làm việc đạt mức xấp xỉ như trước khi nghỉ Tết. Nhờ đó đã tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tổ chức sản xuất ngay sau kỳ nghỉ Tết. Theo đánh giá của ngành chức năng, việc các doanh nghiệp quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động trong dịp Tết vừa qua và có chính sách đãi ngộ người lao động trong những ngày đầu năm mới là những nguyên nhân chính để các doanh nghiệp giữ chân người lao động, tạo nguồn nhân lực ổn định để doanh nghiệp hoạt động và phát triển trong thời gian tới. Theo báo cáo nhanh của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, đến chiều nay, mùng 6 tháng Giêng, đã có hơn 70.000 lượt khách tham quan du lịch và nghỉ dưỡng tại tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tăng khoảng 2% so với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã đón hơn 70.000 lượt du khách, chủ yếu là khách nội địa, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2023. Khách quốc tế đạt hơn 1.500 lượt, doanh thu từ các dịch vụ du lịch đạt hơn 33 tỷ đồng. Công suất sử dụng phòng lưu trú đạt bình quân từ 65 đến 70%. Hầu hết các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đều thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn cho du khách, cũng như đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ đó tạo ấn tượng đẹp về hình ảnh du lịch Vĩnh Long an toàn, thân thiện và hiếu khách. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 6 tháng Giêng, ghi nhận tại các chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, lượng hàng hóa thực phẩm và các chợ khá dồi dào, giá bình ổn, thậm chí có mặt hàng giảm so với thời điểm trước và trong Tết. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Vĩnh Long trong sáng nay tại chợ Vĩnh Long. Sáng nay, khu vực bán hoa tươi và trái cây các loại là hút hàng hơn so với những mặt hàng khác. Sức mua tăng nhẹ khoảng 20 đến 30% so với ngày thường. Do hôm nay người dân doanh nghiệp khai trương đầu năm mới, giá cả các mặt hàng này cũng ổn định. Mấy cơ quan doanh nghiệp người ta đi làm lại rồi, người ta khai trương người ta mua cũng hơi khá khá. Qua Tết trái cây lại nhiều hơn trước Tết. Bữa nay mùng 6 thì chỗ em cũng có cúng khai trương á, rồi ra chợ cũng mua qua trái cây, rồi thấy giá thì cũng ổn định lại. Sau Tết, giá nhiều loại rau củ đã giảm từ 5 đến 10.000 đồng một ký so với thời điểm trong Tết. Nguồn cung rau củ về chợ khá dồi dào. Hôm trong Tết đó, khoảng 29-30 đó, thì có những cái mặt hàng mà rau củ á, thì nó lên tăng lên từ 5.000, 10.000 một ký, tùy các loại rau. Còn bây giờ hiện tại hôm nay là ngày mùng 6 Tết á, thì bắt đầu giá nó bình ổn lại. Dưa leo thì nó sụt 5.000 một ký, hôm qua đồ cũng vậy, bắp cải đồ cũng vậy, các thứ đều bình ổn. Nguồn cung cấp thì dồi dào năm nay đầy đủ. So với thời điểm trước và trong Tết, giá thịt heo cũng đã giảm hơn từ 10 đến 20.000 đồng một ký, tùy theo loại, nhưng vẫn còn ở mức cao do giá heo hơi sau Tết tăng. Cụ thể, thịt đùi từ 120.000 đồng một ký nay giảm còn ở mức 100.000 đồng một ký, thịt ba rọi giảm 20.000 đồng một ký, hiện ở mức 120.000 đồng một ký, thịt nạc bán ra cũng ở mức 120.000 đồng một ký. Sức mua trong sáng nay chỉ tăng nhẹ do nhu cầu tiêu thụ của người dân sau Tết chưa nhiều. Mặt hàng thủy hải sản về chợ trong sáng nay cũng khá nhiều, giá cả cũng tương đối ổn định. Thị trường thì nó cũng không có chưa có đông gì mấy, lây ra vậy thôi. Ví dụ như mấy người mà người ta mua đồ, người ta khai trương đồ á, thì chút đỉnh, còn khách ăn thì chưa có đông. Giá thịt heo á, thì hôm 29-30 thì nó hơi cao, nhưng mà bây giờ ra Tết thì nó cũng còn cao, nhưng mà nó cũng giảm hơn nhiều. Lý do là heo nó lên, nên giá thịt heo nó cũng giảm mà chút đỉnh thôi, chứ nó không có giảm được nhiều. Hiện hoạt động mua bán hàng hóa đã trở lại nhịp độ như thường ngày. Sau Tết, nguồn cung hàng hóa thực phẩm về các chợ phong phú đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Theo quyết định của Liên Bộ, Bộ Công Thương Tài chính, thì từ 15 giờ chiều nay, 15 tháng 2, giá 1 lít xăng tăng từ 650 đến 710 đồng. Các mặt hàng dầu cũng tăng thêm từ 310 đồng đến 660 đồng một lít hoặc ký. Theo đó, sau điều chỉnh từ 15 giờ chiều nay, 15 tháng 2, giá xăng RON 95 là 23.910 đồng một lít, tăng 650 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 có giá 22.830 đồng một lít, tăng 710 đồng một lít. Dầu diesel có giá 21.360 đồng một lít, tăng 660 đồng một lít. Dầu hỏa giá 21.220 đồng một lít, tăng 640 đồng một lít. Dầu mazut có giá 15.900 đồng một ký, tăng 310 đồng một ký. Tại kỳ điều hành lần này, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định tiếp tục không trích chi sử dụng từ quỹ bình ổn xăng dầu.
Thưa quý vị và các bạn, trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hoạt động du lịch tại Việt Nam diễn ra sôi nổi trên tất cả các vùng miền với số lượt du khách nội địa và quốc tế tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Và trong thời lượng còn lại của chương trình thời sự tối nay, mời quý vị cùng đến với những hình ảnh sôi động của ngành du lịch Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Thành công của ngành du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn tiếp tục khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời là đòn bẩy để ngành du lịch nước ta tăng tốc phục hồi trong năm nay. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.